Hello anh em. Nay em mới bắt đầu em đánh cái con hôm trước em đập hộp về em mua cái con cò bợ cò lon này nhá. Đấy, hôm nay mới bắt đầu đánh nó. Để em quay cho anh em xem nhá. Mua về anh em cứ cho nó đậu 1 2 ngày như vậy. Em từ hôm mua về giờ em để 2 ngày rồi. Đấy, hôm nay mới bắt đầu đánh này. Nó còn chưa quen người lắm đâu. Đây này. Đang còn ngơ ngáo lắm. Còn chưa chịu ăn cá cơ. Để em đặt đây em quay cho anh em xem nhá. Nhưng mà cái giống cò nó bay được rồi thì về mình nó nhanh thuần lắm. Cũng mất 1 2 ngày đầu với lại nếu mà nó khó quá thì đến tuần rồi nó bay quen rồi thì nó vẫn bay nhá. À, mình cho nó ăn nên là nó biết. Bay khỏe lắm anh em ạ. Nó chưa quen chủ nên nó vẫn khá, còn cái giống cò nó bay được rồi thì nó không ngơ ngáo rồi. Ra vào nó nhịp nhàng. Anh em nào kết em này thì em để lại cho nhá. 300.000. Nó bay được rồi nên là nó đánh nó không ngơ ngáo như mấy con cò mới chọn. Kéo chân phát là quay về thôi. Từ hôm bắt đến giờ hôm nay mới được có 2 ngày đấy anh em ạ. Đang còn nhát chủ. Nó đang còn rát lắm anh em ạ. Nó phải quen đi thì đánh nó mới. Còn cò mới anh em về cũng không no. Cò mới về anh em nó chưa quen, anh em cũng không đánh được xa đâu. Cứ đánh gần xong là cũng lới ra dần dần dần. Cũng tập dần dần. Thứ nhất là để cho nó quen chủ, thứ hai là nó quen cái lối đánh ở nhà mình đi. Quen cái lối theo cái tập tính của mình thì mới đánh được, chứ còn bảo ở nhà người ta bay vài chục mét về anh em cũng lôi ra chục mét không bao giờ anh em đánh được luôn đâu. Như con cò kể cả nó bay thuần như con cò lúa của em như vậy, về đương nhiên là anh em cũng phải đánh gần xong bắt đầu mới đưa ra xa, tại vì thứ nhất là cho nó quen chủ quen lối cho nó ăn đi nó thuần đi. Còn anh em nuôi lâu, ví dụ anh em bắt về anh em không không vội thì cứ để tuần đến chục ngày một nửa tháng giờ không đánh thì cứ để lâu vậy xong là cho nó thuần hẳn đi, xong rồi anh em bắt đầu mới đánh thì đánh phát thì được mấy mét luôn.
giáp. Đang còn giáp lắm anh em ạ. Nó phải quen hẳn đi thì nó mới bay đấy sức của nó được. Đây này. Đang cứ muốn nhảy đi. Đang chưa chịu ăn đấy. Giờ cá ra mới mổ được miếng, không là ngoái đi thôi. Mấy ngày nó mới thuần được. Anh em cứ đánh rồi nó mà chịu bay là được. Xong là vài ngày là dần dần cứ dần dần lên là được. Đây nha anh em, có hôm em mới đi bắt về đấy. Còn con một con em cho xuống cầu bao. Còn người ta dạy bay rồi về nhà mình thì nó dễ. Chỉ cần để cho nó thuần anh em đánh được thôi. Ngày đầu tiên lôi ra mà bay được vậy là ok rồi. Anh em mua cò về cũng không phải vội đâu. Em bản thân em đi mua về cũng phải nhận nha vậy. Chứ không cái trò này không lắm vội được. Rồi xin chào anh em nhá. Cảm ơn anh em đã xem video của em nhá.